Chương 342, giết chết toàn bộ cường giả của cả một giới, tuyệt cảnh sẽ tự đến thôi. Trong nháy mắt sở nguyệt đã đạt đến tu vi thánh thiên cảnh tầng 9. Chỉ thấy toàn thân cô bé phát ra tiếng sét sẹt sẹt, từng vệt từng vệt đen tạp chất dơ bẩn từ trong cơ thể bị tống ra ngoài. Làn da vốn bị dính bẩn biến thành mềm mại sáng trắng, màu trắng lẫn chút hồng hào, hiện ra ánh sáng ống ánh, trông vô cùng mịn màng. Sở nguyệt chầm chậm mở hai mắt, một đoạn sét chói mắt lấp lóe phóng ra. Ngay lúc này, khí chất trên người cô bé cũng thay đổi. Cô bé bây giờ và cô bé khúng núng bất lực vừa nãy dường như là hai người. Từ trong ánh mắt cô bé lóe lên sự tự tin mạnh mẽ và ý chí kiên định. Đã tạ thầy đã ban ân. Sở Nguyệt quỳ xuống, lại dập đầu ba cái. Tu thần cười cười, nói, đứng lên đi, bây giờ con đã có tu vi thánh thiên cảnh tầng chính người có thể làm con bị thương ở thế giới này không quá ba người, mà người có thể diệt con lại càng không tồn tại, con có thể làm bất kỳ chuyện gì mà con muốn làm. Vâng, thưa thầy. Sở Nguyệt đứng dậy, vẻ mặt kích động. Tu thần búng tay. Vù. Một cơn gió vô hình ùa đến từ mọi phía, sau đó không gian đột nhiên yên ắng trở lại, cơ thể hai con hà yêu hơi lão đảo. Tại sao trên người ta lại dính mấy thứ nhận nhận thế này? Một con hà yêu tỏ vẻ chán ghét. Còn con hà yêu khác đã đứng vững sau khi cơ thể hơi lão đảo thì lại hướng vẻ mặt cổ quái nhìn sở nguyệt và tu thần. Trong trí nhớ của nó, vừa nãy sắp khoét mắt sở nguyệt đến nơi, nhưng chỉ sau một khắc sau đó sở nguyệt đã biến mất lại xuất hiện ở bên cạnh, hơn nữa vẻ ngoài và khí chất đã thay đổi hoàn toàn, bên cạnh còn có thêm một nam tử khác. Khí tức của ngươi Hà yêu thoáng nhìn sở nguyệt, vẻ mặt kinh ngạc, chợt bắt đầu sợ hãi. Tu thần không có chút khí tức nào của tu luyện giả nên đương nhiên Hà Yêu không thèm nhìn. Nhưng sở nguyệt lại không hề che giấu khí tức của mình chút nào, khí tức thánh thiên cảnh tầng chính tỏa ra lập tức khiến hai con yêu quái bị dọa hết hồn. Hiện giờ tính cách sở nguyệt đã trở nên cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt nhìn hai con hạ yêu không còn cảm giác oán hận phẫn nộ trước đó, thật giống như chỉ đang nhìn vật chết. Ngươi, làm sao có thể? Tại sao bỗng nhiên ngươi lại có khí tức cường đại như thế? Một con hà yêu rung rung giọng, tay chỉ vào sở nguyệt mà hỏi. Sở nguyệt giơ tay lên, sau đó nắm chặt bàn tay lại. À! À! Hai con hà yêu đồng loạt hét lên thảm thiết, tiếng kêu vô cùng vang. Làm đám người trên đường cái bên ngoài ngõ nhỏ tò mò vây đến. Khi bọn họ nhìn thấy hai con hà yêu bị trói lên giữ không trung, đau đớn kêu gào thảm thiết, sắc mặt của mọi người đều trở nên hết sức khó coi hai con hà yêu này vốn nổi danh ngang ngược hung tàn. Bình thường làm chuyện săn bậy cũng chẳng có ai quản, nhưng bọn chúng vẫn có chừng mực, chưa hề thật sự giết người. Chuyện hai con hà yêu này ăn thịt con nít tất nhiên không thể để người ta phát hiện ra, che giấu vô cùng cẩn thận. Làm, làm cái gì thế? Bọn chúng là yêu quái của cung Đông Hải đấy. Dừng tay lại. Một nam tử đứng ra lên tiếng với vẻ mặt hoảng hốt. Nghe thấy ba chữ cung đông hải, đám người vây xem liền ồ lên kinh ngạc, có vài tên người phạm vừa nghe thấy đã lập tức quay đầu bỏ chạy. Bọn họ không biết một nam một nữ này rốt cuộc có tu vi gì, có lợi hại hay không, nhưng nếu như đối phương thật sự giết chết yêu quái cung đông hải thì những người vây xem lúc này đều sẽ bị vạ lây. Đến lúc đó cung đông hải tất nhiên sẽ đến đây hỏi tội, không tìm thấy hai người kia thì những người khác đều là hung thủ, đều phải bị chôn cùng bọn chúng đều bá đạo hung ác như thế cả chuyện như thế này đâu chỉ xảy ra có một lần yêu quái làm chuyện sàng bậy trên đảo mà con người sinh sống cuối cùng sẽ có tu luyện giả ngứa mắt mà ra tay giết chết sau đó bọn họ lại phủi mông bỏ đi người gặp chuyện lại chính là những người ở gần đó lúc xảy ra chuyện đúng đấy hai vị không thể giết hai con hà yêu này được giết bọn chúng rồi thì sau này thành bác tông sẽ xong mất lại thêm một tu luyện giả đứng ra lên tiếng với sắc mặt tái xanh sở nguyệt thản nhiên nhìn sang bỗng nhiên mắt trừng lên phục phục cơ thể của hai người kia trong nháy mắt đã nổ tung hóa thành mạng máu tung bay đầy trời sát phạt quyết đoán tàn nhẫn không hề dây dưa dài dòng chút nào rất khó tưởng tượng được đây lại là chuyện mà một bé gái năm tuổi có thể làm ra giết giết người rồi đám người vây xem nhìn thấy cảnh tượng này làm sao còn dám đứng lại ríu rít kêu cha gọi mẹ xoay người bỏ chạy trong chớp mắt đã chạy sạch không còn một móng những kẻ ở trong thành này có tu vi cũng không quá cao hai con hà yêu này có thể xem là đứng đầu có lẽ tu vi cũng tầm tầm người của phủ thành chủ mà thôi hai kẻ vừa bị giết kia cũng chỉ có tu vi tụ khí cảnh sở nguyệt xoay đầu nhìn về phía hai con hà yêu bị mình tóm lấy hai mắt chợt lóe lên tia sét chỉ thấy hà yêu gào lên tiếng kêu thảm thiết dữ dội hơn, thân thể bắt đầu bị kéo ra từng khúc từng khúc một. Sau đó bị xé rách, trực tiếp bị ngũ mã phanh thay, nội tạng và máu tươi lẫn lộn. Tu thần nhìn sở nguyệt, trong lòng có hơi cảm khái. Mặc dù đã trực tiếp loại bỏ linh hồn ác oán trong người cô bé, nhưng thủ đoạn vẫn vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa, từ sau khi cô bé có được tu vi mạnh mẽ, khí chất trên người trở nên cực kỳ lạnh lẽo đôi mắt kia chỉ lộ ra vẻ vô cùng sùng bái và dịu dàng khi nhìn tu thần, còn nhìn bất kỳ thứ khác hệt như đang nhìn vật chết. Một bé gái mới 5 tuổi mà đã như thế, sau khi cô bé rèn luyện một khoảng thời gian nữa, không biết lớn lên còn thành thục đến cỡ nào. Thay, sở nguyệt sau khi đã giết chết hai con hà yêu lại nhìn về phía tu thần với vẻ bối rối. Lè lưỡi, trở về dáng vẻ của một đứa trẻ. Tu thần cười ha ha, nói, được được, thầy cũng nên đi rồi sau này con cứ việc chọn con đường mà mình muốn sở nguyệt ngơ ngác chợt lộ vẻ không muốn vội vàng nói đi ngay ạ à. thầy muốn đi đâu sau này con làm sao tìm được thầy hiện tại cô bé chỉ biết một thứ liên quan đến tu thần là miếu thiên thần đến tên của hắn là gì cũng không biết đến lúc con lâm vào tuyệt cảnh thì thầy tự nhiên sẽ xuất hiện thôi tu thần nói lâm vào tuyệt cảnh mới xuất hiện ư vậy nếu con nhớ thầy, muốn đi tìm thầy thì phải làm sao mới tìm được? Lỡ như con mãi không tìm được đối thủ thì sao? Thế không phải là vĩnh viễn không được gặp lại thầy sao? Sở Nguyệt buồn bã nói. Tu vi thánh thiên cảnh tầng chính của cô bé hiện giờ có cảm giác đã là vô địch thiên hạ, cảm giác này rất kỳ lạ, chỉ có những ai đạt đến cảnh giới này mới thể ngộ ra. Tu thần cười ha ha, hắn rất thích sự tự tin của nha đầu này, xoa xoa đầu cô bé, nói, con cứ yên tâm con chưa phải là người mạnh nhất thế giới này đâu hãy tìm đến bọn họ sau đó để bọn họ ép con đến đường cùng lúc ấy thầy sẽ đến xử lý giúp con chờ đến khi con đánh bại tất cả cường giả của thế giới này thì thầy sẽ mang con trở về miếu thiên thần thật sao vẻ mặt sở nguyệt tràn đầy sự chờ mong sau đó liên tục gật đầu đáp vâng ạ à. con nhất định sẽ giết hết tất cả cường giả của thế giới này tu thần nói là đánh bại nhưng con bé lại nghĩ trực tiếp giết chết luôn được thầy chờ đấy nha tu thần mỉm cười gật đầu sau đó cơ thể liền biến mất không thấy đâu nữa sợ nguyệt lại quỳ xuống hướng về phía tu thần biết mất dập đầu ba cái liên tục động tỉnh ở đây rất nhanh đã truyền đến phủ thành chủ thành chủ thành bác tông vương bác tông lập tức dẫn theo các đại thống lĩnh chạy đến lúc hắn còn chưa kịp đến gần ngõ nhỏ thì hai chân đã mềm nhũng Khí tức cường đại trên người Sở Nguyệt là thứ mà hắn chưa từng cảm nhận được, dù là khi đối mặt với người lãnh đạo trực tiếp của mình là Đại tướng Bác Giả dưới trướng đảo chủ Đảo Lãng Phong cũng chưa bao giờ có cảm giác này. "Ngươi, ngươi đã làm chuyện gì thế hả?" Vừa đi đến đầu ngõ, Vương Bác Tông đã nhìn thấy Sở Nguyệt, hắn dùng vẻ mặt kinh hãi hỏi. Chương 343 miếu thiên thần xuất hiện vạn giới quy về làm một trước mặt vương bác tông có một bé gái còn có máu đen lên láng đầy đất khí tức trên người sở nguyệt không hề thu lại chút nào khiến cho đám người vương bác tông cảm thấy hít thở khó khăn hai chân run rẩy một cách vô thức ngươi ngươi giết đám hà yêu của cung đông hải rồi hả rốt cuộc ngươi là ai vương bác tông rung giọng hỏi sở nguyệt nhìn vương bác tông bằng ánh mắt lạnh lùng và vô cảm sở nguyệt của sở gia, bãi bối vân. Sở nguyệt lạnh giọng nói. Vương Bác Tông nghe thấy những lời sở nguyệt nói thì trong mắt kịch liệt co lại. Sắc mặt trở nên khiếp sợ và hãi hùng. Mặc dù hắn chỉ là thành chủ của thành Bác Tông, không có tư cách quản lý chuyện bên ngoài bãi linh điền nhưng chuyện của bãi bối vân hắn vẫn biết. Sở gia là một gia tộc nhỏ trong coi linh điền, bị yêu quái cung đông hải tàn sát gần như chẳng còn ai, vì sao vẫn còn tồn tại một người lợi hại như thế? Vương Bác Tông phát lạnh cả người, hắn cảm giác sẽ có chuyện lớn xảy ra. Vì tiểu thư này, ta, ta không có liên quan gì đến chuyện của bãi bối vân cả. Vương Bác Tông vội vàng nói. Đứa trẻ trước mặt này chỉ tầm 5-6 tuổi, nhưng lại mang cho hắn một loại cảm giác thần bí và vô cùng trưởng thành. Lại thêm khí tức phát ra từ người cô bé, hắn không dám đối xử với nàng như một đứa bé sở nguyệt từ từ nhấc tay phải của mình lên vương bác tông nhìn thấy động tác này thì bị dọa đến hồn bay phách lạc hắn quay đầu muốn bỏ trốn đám thuộc hạ sau lưng cũng rối rít xoay người thế nhưng đối mặt với cường giả thánh thiên cảnh đám có tu vi thần thông cảnh lấy đâu ra vốn liếng để chạy trốn chứ tất cả vừa mới xoay người đã cảm thấy thân thể trầm xuống trong nháy mắt sau đó như thể bị hàng tỷ tỷ sức mạnh đè ép xuống âm một tiếng động lớn vang lên mặt đất trạng nước nổ tung. Bị đè sụp xuống hơn chục mét, mà vương bát tông và đám thủ hạ của hắn cũng bị ép thành bánh thịt cùng lúc đó, không một ai sống sót. Sau khi giết chết vương bát tông, sở nguyệt chui thẳng lên mặt đất, sau đó biến mất không thấy tâm hơi. Vương bác tông không biết gì thật, nhưng đối với sở nguyệt mà nói, cô bé không giết sạch đám người trong thành này đã là nhân từ lắm rồi mà hiện tại nàng phải đi loại bỏ đảo chủ đảo Lãng Phong và những đại tướng dưới trướng của y nữa. Văn Lãng Phong có tu vi Thánh Thiên cảnh tầng 5, dưới trướng y có 6 cường giả Thánh Thiên cảnh, phân chia quản lý 6 khu vực trên đảo Lãng Phong. Bác Giả là kẻ thân tín nhất của Văn Lãng Phong, vẫn luôn là người ủng hộ trung thành nhất của y, sự kiện bãi bối Vân chính là do hắn một tay xử lý. Lúc này Bác Giả đang ở trong phủ đệ của mình, dạy dỗ cho đứa con trai vừa tròn 10 tuổi nói là dạy tu luyện nhưng thực ra hắn đang chọc cười con trai mà thôi cho tới giờ bác giả vốn không có con nối giỏi không phải vì hắn không sinh được mà là không muốn chuyện có con trai nối giỏi thực ra không có ý nghĩa gì quá lớn đối với bọn họ người tu luyện vốn có tư tưởng ích kỷ chỉ muốn tăng tu vi của bản thân rất nhiều người cảm thấy đời sau cực phiền phức sẽ ảnh hưởng đến sự chuyên tâm tu luyện của bọn họ cho nên lựa chọn không cần con cháu nhưng 10 năm trước bác giả gặp một người con gái khiến hắn vô cùng rung động, thế là hắn cưới nàng, sau đó cố ý muốn có con cái. Gặp được người thực sự yêu mình thì bác giả cũng khó thoát khỏi bản tính của nhân loại. À à! Một nam tử pháp tướng cảnh bị con trai 10 tuổi của bác giả cầm pháp bảo đánh vỡ đầu, máu tươi bắn tung tóe lên gương mặt vẫn còn vô cùng non nớt của nó. Không tệ! Bác giả ngồi ở bên cạnh vỗ tay mười tuổi đã tiến vào pháp tướng cảnh chỉ thiếu chút nữa là có thể nhập thần thông thiên phú này xem như khá tốt bác giả rất hài lòng về điểm này phụ thân người gọi một thần thông cảnh đến cho con giết đi con trai bác giả quay đầu nhìn bác giả ở phía sau nhếch miệng cười nói nụ cười kia chẳng giống một đứa trẻ mười tuổi chút nào nó lộ ra vẻ khát máu và tàn nhẫn bác giả cười ha ha bảo không cần vội bây giờ ngươi đã đến pháp tướng cảnh tầng 9, cách thần thông cảnh không bao xa nữa. Khoảng thời gian này ngươi bồi luyện với pháp tướng cảnh là được rồi, dục tốc bất đạt, không thể nóng vội được. Con trai bác giả nghe phụ thân nói như vậy thì ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Nó thu lại pháp bảo, lầm bầm nói, kỳ thực con cảm thấy có thể giết thần thông cảnh. Bác giả lại gần sờ đầu con trai, nhìn nó với ánh mắt cưng chiều, thần thông cảnh chênh lệch rất nhiều với pháp tướng cảnh hiện giờ ngươi có dùng pháp bảo cấp thánh cũng không giết được đối phương ai bác giả đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cửa lớn hắn cau mày ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác con trai bác giả nghi ngờ nhìn sang nó không cảm giác được có người khác đến gần một bé gái lạnh lùng đứng ngay cửa ra vào cứ như vậy nhìn cha con bọn họ cô bé này chính là sở nguyệt con trai bác giả nhìn thấy sở nguyệt thì mắt sáng lên chỉ về phía cô bé và nói phụ thân con muốn nàng ta giúp con tu luyện không con muốn tối nào nàng ta theo hầu con như những người trước vậy bác giả không trả lời con trai sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi khí tức phát ra từ người sở nguyệt khiến lòng hắn trầm xuống tu vi của đối phương tuyệt đối trên hắn một đứa bé gái sao hay là một lão quái vật hắn hoàn toàn không phân biệt được nhưng nhận thức cho hắn biết một bé gái không thể có khí tức tu vi như vậy vậy cũng chỉ còn một cách giải thích người này là một lão yêu bà khuôn mặt đã được thay đổi không biết các hạ có gì chỉ giáo bác giả lạnh giọng hỏi sở nguyệt nhìn về phía con trai bác giả trong ánh mắt vô tình ánh lên vẻ chăm chọc nó là con của ngươi phải không sở nguyệt hỏi bác giả hơi hồi hộp trong lòng hắn bảo vệ con trai ở phía sau trầm giọng quát rốt cuộc ngươi là ai ta chưa từng thấy ngươi trong đảo lãng phong Sở Nguyệt không đáp lời mà chậm chậm bước về phía hai cha con kia. "Phụ thân, nàng ta là ai vậy?" Con trai Bác Giả cảm nhận được sát ý trên người Sở Nguyệt, nó hoảng sợ hỏi, Bác Giả lộ ra vẻ mặt âm trầm, nghiêm nghị quát, "Dừng lại. Nếu như ngươi tới gần thêm bước nữa thì đừng trách ta." "Ặc." À, bác Giả còn chưa nói dứt lời đã cảm giác như có một bàn tay vô hình tóm chặt lấy hắn. Sau đó cơ thể hắn bị nâng lên cao. Con trai hắn cũng giống vậy, đau đớn che lấy cổ mình, gắng sức dãy dùa. Bọn họ hoàn toàn không thể động đậy và đánh trả được chút nào. Thánh thiên cảnh tầng năm sao có thể chống lại người có tu vi đỉnh cấp tầng 9 được chứ? Sở Nguyệt đi đến trước mặt hai người, chậm rãi nói, ngươi còn nhớ sở gia ở bãi bối vân không? Bác giả đột nhiên co trọng mắt, vẻ mặt trở nên sợ hãi và khó tin. Ta là người cuối cùng còn sống của sở gia, đây là con của ngươi đúng không? sở nguyệt nói rồi nhìn về phía bác lệ sau đó đánh thẳng một chưởng ra âm cơ thể bác lệ chia năm xẻ bảy trong mắt bác giả trợn tròn tròng mắt đầy tơ máu như muốn nứa ra nhìn trừng trừng sở nguyệt với nỗi căm tức và tuyệt vọng hiển nhiên hắn vô cùng đau đớn sở nguyệt vẫn bày ra vẻ mặt lạnh tanh như vậy sau đó cô bé vương tay chụp lên đầu bác giả xé thẳng xuống một phát máu tươi bắn ra nháy mắt đầu bác giả đứt lìa sau đó sở nguyệt cầm lấy đầu bác giả, quay người rời đi. Lúc cô bé ra khỏi cửa, ngôi nhà to lớn và tráng lệ ở phía sau nháy mắt nổ tung, hóa thành một đống phế tích. Trên phế tích chậm rãi ngưng tụ một dòng chữ lớn đỏ rực lửa, trên đó viết, thiên thần miếu xuất hiện, vạn giới quy về làm một. Chương 344, người có ăn tiên đan cũng không nhanh như vậy được động phủ Lãng Phong nằm ở vị trí trung tâm đảo Lãng Phong. Dù Văn Lãng Phong tu luyện ở đây nhưng trên cơ bản y không hề tự mình xử lý những chuyện trên đảo Lãng Phong mà giao hết quyền quản lý cho đám thuộc hạ. Bây giờ tu vi của Văn Lãng Phong đã tiến vào tầng 5, điều quan trọng nhất với y lúc này chỉ là cố gắng tăng thực lực của bản thân lên thôi. Trong hải đô tử giới, nhân loại muốn sống tốt hơn thì nhất định phải xuất hiện nhiều cường giả hơn. Muốn lật đổ gia tộc hải đô là điều không thể nhưng ít ra họ có thể tranh thủ cho nhân loại những lợi ích lớn hơn. Lúc này, Văn Lãng Phong đang ở trong đại điện trao đổi với hai thuộc hạ về việc tiến cống cho cung Đông Hải mấy ngày nữa. Đảo Lãng Phong thuộc khu vực cung Đông Hải cho nên cứ trăm năm lại phải hiếu kính cung Đông Hải một lượng thiên tài địa bảo nhất định. Thành quả trồng trọt trăm năm qua ở các bãi linh viên bên ngoài coi như cũng ổn. Sông năm ngoái bãi bối vân ở thành bát tông bị đám yêu quái của cung đông hải đánh chiếm, cướp đi toàn bộ thiên tài địa bảo, còn giết tất cả người phụ trách trồng trọt ở đó nữa. Một cường giả thánh thiên cảnh tầng 2 có hơi tức giận nói. Nhân loại và yêu quái trời sinh đã thu địch. Điểm này bất kể ở phương diện gì cũng vậy. Ở những tử giới khác, yêu quái bị bóc lột, nhưng ở hải đô tử giới, nhân loại lại là bên bị bóc lột. Văn Lãng Phong nói với vẻ nặng nề, giờ chúng chỉ cướp một mảnh linh viên coi như may mắn lắm rồi nhân loại chúng ta muốn sống yên ổn ở hải đô tử giới thì phải biết nhìn vài ba cục tức đó đảo chủ chẳng lẽ cục diện này cứ mãi thế sao một thuộc hạ khác hỏi với vẻ không cam lòng trong lòng ai mà vui vẻ cho được khi để yêu tộc đè đầu cưỡi cổ bóc lột ức hiếp coi mình như một con chó chứ văn lãng phong thở dài bảo cục diện của hải đô tử giới có thay đổi hay không không do tử giới chúng ta quyết định mà do nguyên giới chỉ khi gia tộc Hải Đô trong nguyên giới bị thay thế, thế cục ở tự giới mới có thể thay đổi. Hiện giờ ba gia tộc trong phù tiên giới yên ổn đã mấy kỷ nguyên rồi, e là sẽ không dễ dàng phát sinh chuyển biến. Văn Lãng Phong nói xong, nhìn về phía thuộc hạ bên trái và bảo, không phải năm ngoái ngươi âm thầm cứu một bé gái sao? Sau này đừng làm vậy nữa, lỡ như bị yêu quái cung đông hải phát hiện ra thì chắc chắn chúng sẽ lại vinh vào chuyện này để dọa dẫm, tống tiền nhiều tài nguyên của chúng ta hơn. Thuộc hạ kia tái mặt, vội vàng nói, Thuộc hạ đã rõ, đây là trường hợp đặc biệt. Sau này Thuộc hạ sẽ không tái phạm nữa. Vì Thuộc hạ này tên là Trần Thiên Minh, lúc xảy ra sự kiện ở bãi bối vân hắn vừa khéo đi ngang qua đó, nhìn thấy sở gia bị diệt, không đành lòng nên đã âm thầm cứu sở nguyệt, sau đó bỏ cô bé lại thành bát tông. Người cứu được một người nhưng không cứu được tất cả, ở Hải đô tử giới thì phải chấp nhận điều này. Văn Lãng Phong thở dài nói. Nhân loại tàn sát lẫn nhau, nhưng đó là đồng loại. Bọn họ có thể giết đồng loại nhưng khi nhìn thấy yêu quái tàn sát người mình thì lại cảm thấy vô cùng khó chịu mà chẳng thể làm gì. Đảo chủ dạy phải. Trần Thiên Minh vội vàng gật đầu. Hứ. Văn lãng phong đột nhiên biến sắc, y chợt mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một viên ngọc giảng sinh mệnh. Ngọc giảng này của bác giả, giờ đã hoàn toàn vỡ vụn trần thiên minh và cường giả thánh thiên cảnh còn lại phương toàn nhìn thấy cảnh này thì đều sợ hãi bọn họ đứng bật dậy nhìn ngọc giãn vỡ nát trong lòng bàn tay văn lãng phong với vẻ mặt khó tin đây đây là của bác giả chuyện gì xảy ra vậy trần thiên minh hoảng sợ hỏi tu vi của bác giả cao hơn trần thiên minh và phương toàn thế mà lúc này hắn còn không kịp gửi tin cầu cứu qua ngọc giãn mà đã chết đi như thế sao chẳng lẽ thực lực của đối phương ngang với văn lãng phong thậm chí là mạnh hơn thế nhưng trần thiên minh thực sự nghĩ không ra ai sẽ ra tay với bác giả chứ ai có thể giết bác giả nhanh chóng đến độ hắn ngay cả cầu cứu cũng không làm được giải thích duy nhất chính là yêu tộc cũng chỉ có yêu tộc mới có tu vi mạnh mẽ như vậy cường giả nhân loại sẽ không ra tay với đồng loại của mình đây là quy tắc và cũng là luật bất thành văn ở hải đô tử giới là đại năng yêu tộc ra tay sao? Phương Toàn nhíu mày hỏi. Văn Lãng Phong nhíu chặt đôi mày rậm, ánh mắt lóe lên sát ý, y lạnh giọng nói, ta cũng không rõ, thực lực của đối phương khẳng định không đơn giản, thông báo cho mọi người trở về đảo phủ hết đi, tránh bị đánh lẻ. Rõ. Phương Toàn và Trần Thiên Minh gật đầu. Sau đó định rời đi. Nhưng khi bọn họ vừa mới xoay người, một cổ khí tức hùng mạnh đã bao phủ toàn bộ đảo phủ, Sắc mặt ba người đột nhiên biến hóa thật lớn. Tới rồi sao? Văn Lãng Phong sầm mặt xông ra ngoài. Trần Thiên Minh và Phương Toàn cũng vội vàng đuổi theo. Ngoài sân, một bé gái xách một đầu người chậm rãi đi tới, hộ vệ bên cạnh vừa muốn ngăn cản đã đột nhiên biến thành vũng máu. Cô bé này chính là Sở Nguyệt. Ba người Văn Lãng Phong đi tới trước sân, nhìn thấy Sở Nguyệt và đầu người trong tay nàng thì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi sở nguyệt dừng bước lại, ném đầu bát giả lại. Đầu người trợn trắng mắt lăn lông lốc trên mặt đất đến trước mặt ba người văn lãng phong. Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại giết người của đảo lãng phong chúng ta? Văn lãng phong nắm chặt hai tay, cả người tràn ngập sát khí ngút trời, khiến không gian xung quanh trở nên cô đặc lại. Trần Thiên Minh nhìn sở nguyệt, thấy khuôn mặt của nàng thì hơi sửng sốt, chợt hắn hải hùng khiếp vía, chỉ vào sở nguyệt hoảng sợ kêu lên, ngươi chính là đứa bé gái may mắn sống sót cuối cùng của sở gia ngươi nói cái gì văn lãng phong và phương toàn đồng thời giật mình nhìn về phía trần thiên minh với vẻ mặt khó tin sở nguyệt lạnh lùng nhìn trần thiên minh chợt nàng bừng tỉnh nói hóa ra hôm đó chính ngươi đã bỏ ta vào thành bác tông sao lại thế được không thể nào sao ngươi lại có khí tức hùng mạnh như thế sao ngươi giết được bác giả Trần Thiên Minh không ngừng lắc lắc cái đầu sắp nổ tung. Một bé gái không có tí tu vi nào, thế mà chỉ qua hơn một năm lại trở thành một cường giả có khí tức khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Người có ăn đan tiên cũng không nhanh được như vậy. Có phải ngươi nhận lầm người hay không? Văn Lãng Phong lạnh giọng quát hỏi. Đây không phải là chuyện đùa. Hắn không nhận lầm đâu. Ta chính là người cuối cùng còn sống sót của sở gia ở bãi Bối Vân, sở Nguyệt sở nguyệt lên tiếng trần thiên minh hơi lảo đảo người hắn run giọng hỏi rốt rốt cuộc ngươi muốn làm gì đôi mắt vô cảm của sở nguyệt toát ra sát khí nàng chậm rãi nói ta đến để giết các ngươi báo thù báo thù chuyện của sở gia là do yêu quái cung đông hải gây ra chúng ta đều là nhân loại sao lại là kẻ thù của ngươi được trần thiên minh la lớn đúng vậy đó tiểu cô nương chuyện của bãi bối vân ta cũng nghe nói đến, quả thực là do yêu quái cung Đông Hải ra tay. Ta biết ngươi căm hận vì chúng ta không ra mặt. Nhưng chúng ta cũng hết cách rồi. Hải đô tử giới là thế giới của yêu tộc, nhân loại chúng ta không có cường giả tuyệt đối nên chỉ có thể tham sống sợ chết. Tu vi của ngươi ra sao? Từ đâu mà có được tu vi như vậy? Có phải sau lưng ngươi còn có người hay không? Nói cho ta biết người ấy là ai, chúng ta có thể liên thủ có ngươi và người ấy giúp đỡ, từ nay về sau nhân loại chúng ta chưa chắc đã phải sợ yêu tộc. Văn Lãng Phong nói với giọng điệu kích động. Y không phải kẻ ngu, nếu người này thực sự là đứa bé mồ côi của sở gia như Trần Thiên Minh nói thì để đạt được tu vi như vậy trong thời gian một năm ngắn ngủi. Sau lưng nàng nhất định có người khác. Hơn nữa người có thủ đoạn kiểu này không thể ở trong tử giới được. Nhất định là trong nguyên giới. Nói cách khác, người đứng sau lưng sở nguyệt chính là đại năng nguyên giới. Có đại năng nguyên giới chống đỡ, cục diện của hải đô tử giới chưa hẳn không thể thay đổi. Chương 345 Hung ác và tàn bạo, ma nữ ra đời. Con người luôn luôn có giả tâm. Nhưng ở bên trong một thế giới như hải đô tử giới này, cho dù ngươi có giả tâm to lớn như trời cũng hoàn toàn vô dụng thôi. Bởi vì tu vi chỉ có thể đạt đến thánh thiên cảnh tầng 9, vượt qua cảnh giới này thì sẽ bước vào nguyên giới. Cho nên lối thoát duy nhất của bọn họ chính là phi thăng và rời khỏi tử giới để đi vào trong nguyên giới, đến lúc đó, có thể thoát khỏi sự khống chế của bộ tộc Hải Đô, gia nhập vào trong thế lực của gia tộc khác. Nhưng muốn đột phá rồi phi thăng, việc đó khó khăn đến nhường nào huống chi vốn dĩ nhân loại tu luyện chính là vì bị yêu quái đàn áp. Người ta sẽ không đứng im nhìn ngươi vùng dậy để trở thành cường giả hàng đầu đâu. Thế nhưng hiện giờ Văn Lãng Phong nhìn thấy sự kỳ vọng, y kết luận rằng người ở sau lưng sở nguyệt nhất định là đại năng nguyên giới, chỉ cần có sự nhúng tay của đại năng nguyên giới, y sẽ dám phản kháng. Văn Lãng Phong nhìn về phía sở nguyệt với ánh mắt nóng rực, đợi cô bé trả lời. Sở nguyệt nhìn Văn Lãng Phong, nói với giọng thờ ơ, ta nghĩ ngươi nói sai rồi ta tới nơi này chính là để giết chết các ngươi không có mục đích nào khác về phần cung đông hải và những yêu tộc khác của hải đô tử giới ta sẽ giải quyết từng kẻ một sau muốn hợp tác với thầy của ta sao ngươi thật sự không xứng một chút nào những lời này của sở nguyệt khiến ba người văn lãng phong biến sắc sở nguyệt ngươi còn nhỏ tuổi có thể không hiểu lề lối hiện giờ hải đô tử giới khi đó chúng ta thật sự không có cách nào báo thù cho người nhà ngươi nếu chúng ta ra tay vậy thì toàn bộ người trên đảo lãng phong này đều sẽ gặp tại họa bây giờ ngươi có thực lực ngươi có chỗ dựa vững chắc đây mới là thời cơ để chúng ta báo thù trần thiên minh vội vàng nói thế giới cá lớn nuốt cá bé chính là như vậy không có thực lực thì chỉ là con kiến nhưng một khi ngươi nắm giữ thực lực cho dù ngươi chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi thì người khác cũng sẽ nói chuyện một cách hòa nhã với ngươi, thậm chí còn mang theo ý cầu xin. Đúng, khi đó, điều duy nhất y có thể làm chính là cứu lấy huyết mạch cuối cùng của sở gia, cũng chính là cứu ngươi, đây là sự mạo hiểm vô cùng lớn. Không có y ra tay khi ấy cũng sẽ không có ngươi của hiện tại. Sự khác biệt lớn nhất giữa nhân tộc chúng ta và yêu tộc chính là nhân tính và lòng biết ơn hiện tại ngươi dù sao vẫn không thể vì bản thân đã có được sức mạnh, mà muốn lấy oán trả ơn được. Văn Lãng Phong nói với giọng xúc động và vô cùng đau đớn. Phương Toàn cũng nói theo, tiểu mùi mùi, nhân tộc chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, như vậy mới có thể cứu vớt được càng nhiều người hơn, để những tiểu mùi mùi và tiểu đệ đệ khác sẽ không gặp phải cảnh ngộ giống như ngươi. Cha mẹ ngươi đã bị yêu tộc giết chết, ngươi hiểu rõ nỗi khó chịu và đau khổ này hơn ai hết người chắc chắn không muốn những người khác cũng trở nên giống như ngươi chứ lúc đầu ta cứu ngươi một là vì không đành lòng nhìn huyết mạch một gia đình cứ mất đi như vậy nguyên nhân thứ hai là vì ta nhìn ra được sự lương thiện và kiên cường từ trên người ngươi ngươi sẽ gia nhập vào bên của thúc thúc để phục hưng đại nghiệp của nhân tộc đúng không trần thiên minh nhìn về phía sở nguyệt với vẻ mặt chờ mong theo quan điểm của hắn dù sao sở nguyệt cũng chỉ là một đứa bé tất nhiên tâm tính sẽ không ngoan độc và vững vàng cho lắm, chỉ cần cẩn thận kể ra đầu đuôi mọi chuyện hẳn có thể thuyết phục được cô bé. Sở Nguyệt nhìn ba người kẻ sướng người họa bằng ánh mắt trêu tức và chăm chọc, cô bé nói với giọng lạnh nhạt, các người biết sư phụ ta kêu ta làm gì không? Hả? Ba người đột nhiên sững sờ, nhìn về phía sở Nguyệt khó hiểu. Thầy bảo ta giết sạch toàn bộ cường giả của hải đô tử giới, tu vi thánh thiên cảnh trở xuống, cứ là cường giả, Bất luận là nhân loại hay yêu tộc, đối với ta mà nói đều là mục tiêu cần phải giết. Sở Nguyệt nói xong, hai tay hơi chỉ về phía trước. Vù. Bắt đầu từ đầu ngón tay cô bé, không gian sụp đổ rồi biến mất từng tấc một. Không gian xung quanh cơ thể của ba người Văn Lãng Phong đều hóa thành hư vô trong nháy mắt, thân thể bọn họ giống như đang ở trong một hố đen vậy. Ngươi, ngươi thật sự u mê khó xử như vậy sao? Văn Lãng Phong gầm lên giận dữ, chiêu thức này của sở nguyệt có tốc độ cực nhanh nhanh đến mức tất cả bọn họ còn chưa phản ứng được thì đã bị vây trong chốn hư vô này rồi bọn họ không dám lộn xộn bởi vì có một khí tức vô cùng khủng khiếp truyền tới từ nơi hư vô bên cạnh bọn họ giống như có vô số ma quỷ đang ẩn núp bên trong bóng tối có khả năng phát ra đòn tấn công trí mạng nhất về phía bọn họ bất cứ lúc nào u mê khó sửa cơ thể sở nguyệt từ từ nổi lên cô bé nghiêng đầu nhìn ba người bị vây trong chốn hư vô ta vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi thầy nói trẻ con không cần cứu vớt thế giới nhưng hủy diệt thế giới thì được trên mặt sở nguyệt dần dần lộ ra một nụ cười u ám nhìn thấy bộ dáng này của sở nguyệt trong lòng ba người văn lãng phong nặng trĩu cho dù là bản thân bọn họ cũng không có cách nào phóng ra được luồng sát khí này vì sao một bé gái lại có được luồng sát khí tà ác khiến cho linh hồn người ta như bị đóng băng và vỡ vụn thế này? Nó đã thành ma rồi. Không cần dông dài nữa, giết. Văn lãng phong lạnh giọng quát. Phương Toàn và Trần Thiên Minh ở bên cạnh cũng gật đầu với sắc mặt vô cùng nặng nề. Muốn đánh trả sao? Hai cảnh giới tầng 2 và một cảnh giới tầng 5 mà thôi, các người có biết đỉnh cao của cảnh giới tầng 9 là tu vi gì không? sở nguyệt nhếch miệng cười chậm rãi vươn tay mình ra đỉnh cao của cảnh giới tầng chín đồng tử của ba người dạ lãng phong đột nhiên co rút lại cảm thấy tim mình đập chậm nửa nhịp bọn họ biết tu vi của sở nguyệt cao hơn mình nhưng lại không có nghĩ đến đối phương đã đạt đến trình độ cao ngất như vậy chỉ thiếu một bước là có thể phi thăng rời khỏi nơi này lên lúc này văn lãng phong quát y biết không thể do dự thêm nữa còn do dự thì hôm nay ba người họ sẽ xong đời hết. Khí tức của ba người ngưng tụ ở đỉnh điểm, muốn phá tan khốn cảnh hư vô này. Thế nhưng vừa mới động một chút, đột nhiên cảm thấy toàn bộ chốn hư vô bắt đầu nổi lên vô số cơn gió mạnh. Những cơn gió mạnh đó được tạo ra từ những lưỡi đau đen như mực không biết tên, quét về phía bọn họ một cách điên cuồng. Sắc mặt ba người văn lãng phong thay đổi, lúng cuốn sử dụng pháp bảo để phòng ngự. Thế nhưng, đối mặt với sức tấn công toàn lực từ những lưỡi đau đen hư vô của sở nguyệt bọn họ hoàn toàn không có khả năng đối phó âm 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 mỗi một lưỡi đau hư vô đều mang theo lực tấn công hủy thiên diệt địa khiến thần nguyên của ba người rung động chỉ trong mười lần hít thở phương toàn là người đầu tiên không chống cự được nữa ngực trúng một nhát đau sau đó hắn hét thảm một tiếng toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen hóa thành cho bụi trong nháy mắt Trần Thiên Minh và Văn Lãng Phong nhìn thấy tình huống này, sợ đến mức hồn bay phách lạc, muốn mở miệng cầu xin sự tha thứ. Nhưng sở nguyệt hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội mở miệng, hai tay chập lại trước ngực, con người tối đen lóe ra sức mạnh của sấm sét, sau đó chỉ tay lên trời. Âm âm. Phía trên bầu trời, vô số tia sét màu đen to lớn xuyên vào trong chốn hư vô và lấp đầy nó, sau đó chính là tiếng hét thảm thiết của hai người và tiếng sấm vang rền không ngừng. Một lát sau, tất cả khôi phục lại vẻ yên tĩnh không gian xé rách thành chốn hư vô cũng bắt đầu từ từ khép lại rồi biến mất giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra vậy sở nguyệt nhìn xung quanh một vòng với vẻ mặt không chút thay đổi cô bé chậm rãi giơ tay phải của mình lên sau đó kéo xuống âm cả một vùng đất với phạm vi ngàn dặm đột nhiên lúng xuống rồi nổ tung trong nháy mắt lúc này tu thần đang ngồi ở thiên trì viên bàn trong miếu thiên thần ăn dưa hấu mà một ngưng sương vừa mới bổ xong chật chật con nhóc này linh hồn ác quán của con bé đã bị rút đi mà thủ đoạn vẫn hung ác và tàn nhẫn như cũ phỏng chừng hải đô tử giới này sắp rơi vào cảnh trăm họ làm than rồi tu thần lắc đầu chật lưỡi rồi nói không phải sát sinh quá tàn nhẫn sẽ không tốt hay sao cô bé này làm như vậy có phải hơi quá rồi không một ngưng sương bưng một mâm tử linh quả vừa mới bổ xong đi tới Nói với vẻ mặt lo lắng Tu thần nhướng mày và mỉm cười Hắn đáp Thân phận của con bé không giống với những người khác Tuy ta đã rút linh hồn ác oán ra rồi Nhưng linh hồn của con bé vẫn sẽ ác độc và tàn nhẫn hơn những người khác Đặc biệt là sau khi con bé có sức mạnh Sự tối tâm trong nội tâm này sẽ ngày càng lớn mạnh hơn Trong một khoảng thời gian nhất định Chắc chắn sẽ hoàn toàn cắn nuốt tâm trí của con bé Sẽ trở thành ma nữ một lần nữa ư vậy không phải trước đó ngài đã làm việc vô ích sao? Mục ngưng sương hỏi với vẻ khó hiểu. Không, đây là ta đang giúp nó. Trên mặt tu thần lộ ra nụ cười thần bí. Chương 346, người đầu tiên bị loại, chết trở về. Mục ngưng sương có chút nghi hoặc nhìn tu thần, sau đó ngồi xuống đặt tử linh quả lên trên bàn, chống cầm hỏi, giúp nàng là thế nào như bây giờ chẳng phải nàng vẫn sẽ tiếp tục chém giết sao tu thần cầm lấy tử linh quả cắn một miếng vừa ăn vừa nói hải đô tử giới ta vốn cũng muốn giết cô bé giết hay là ta giết không khác gì nhau đối với ta cô bé còn có tác dụng khác đến lúc đó ta sẽ hồi sinh các sinh linh vô tội là được có tác dụng khác một ngưng sương chớp chớp mắt nhưng không tiếp tục hỏi nữa đối với mấy thứ này nàng thật sự không cảm thấy hứng thú cho lắm còn không bằng đi trồng chút hoa cỏ cho vui thế giới của các ngươi phức tạp quá đi ta vẫn nên đi tưới hoa thì hơn một ngưng sương cầm tử linh quả bỏ vào trong miệng sau đó đứng dậy rời đi không cần vội đợi một lát sẽ cho một người đi cùng ngươi tu thần nói một ngưng sương ngừng bước chân nhìn tu thần với vẻ nghi ngờ hỏi để cho một người đi cùng ta ai vậy Tu thần vương tay, lòng bàn tay hiện lên từng điểm từng điểm ánh sáng màu xanh, sau đó một bóng người xuất hiện trước mặt hai người. Là Phương Nhuế Nhuế. Một ngương sương trông thấy Phương Nhuế Nhuế, trợn tròn mắt, vội vàng hỏi, Nhuế Nhuế. Sao ngươi trở lại rồi? Phương Nhuế Nhuế trông thấy một ngương sương, lại nhìn tu thần, nói với vẻ tuổi thân, lão sư, sư nương, con bị đại sư tỷ giết. Một ngương sương. Thời gian mới trôi qua được bao lâu chứ? còn chưa đến nửa tháng phương nhuế nhuế đã bị xử lý tu thần buồn cười nhìn phương nhuế nhuế nói ngươi xem những người khác còn chưa trở về chỉ có mỗi mình ngươi chứng tỏ ngươi còn quá non hoàn toàn chính xác phương nhuế nhuế thua thiệt là bởi vì còn quá ít tuổi mặc dù tâm tính đã rất chín chắn mưu kế cũng có nhưng đối mặt với kinh như tuyết cô bé vẫn còn thua kém phương nhuế nhuế gia nhập một vương triều cấp trung ở nam đại lục mà kinh như tuyết thì trực tiếp gia nhập nam thiên quốc chính là đại vương triều đệ nhất của nam đại lục một tuần lễ sau đó hai bên bắt đầu khai chiến kinh như tuyết chạy thẳng tới giết phương nhuế nhuế lúc đầu xem như thế lực của hai người ngang nhau nhưng mà cường giả của nam thiên quốc thật sự quá nhiều chưa đến nửa ngày quốc gia mà phương nhuế nhuế gia nhập đã bị tiêu diệt ai biết được sư tỷ lại chơi xấu như vậy chứ gia nhập vương triều lợi hại như thế biết thế con cũng gia nhập sao ra con còn tới nam đại lục trước tỷ ấy đây này phương nhuế nhuế nói với vẻ mặt đầy buồn bực tu thần cười nói chính là do ngươi quá bành trướng cảm thấy có thể dựa vào lực lượng của chính mình để giúp một nước nhỏ phát triển lớn mạnh chống lại những nước lớn kia kết quả bị ăn quả đắng một tuần đã bị thôn tính rồi hoàn toàn chính xác phương nhuế nhuế thất bại là do quá bành trướng luôn cảm thấy năng lực của mình đã đủ cô bé tới nam đại lục trước kinh như tuyết đồng thời cũng đi qua Nam Thiên Quốc. Nhưng cuối cùng cô bé không lựa chọn gia nhập vào Nam Thiên Quốc, mà chạy đến gia nhập một vương triều không cao không thấp ở bên cạnh. Phương Nhuế Nhuế muốn thực hiện một ý đồ lớn lao. Cố gắng đem một vương triều cấp trung phát triển trở thành một quốc gia vô địch, song sự thật tàn khốc đã hung hăng cho nàng một bạc tai thật kêu. Được rồi, nếu đã chết trở về thì hãy ngoan ngoãn ở lại, cùng ngưng sương tưới hoa trồng cỏ đi. Tu thần nói phương nhuế nhuế dẫu môi lên trong lòng cô bé vô cùng không phục nhưng không phục thì sao chứ ai bảo cô bé quá mức tự tin đã tham gia trò chơi thì phải tuân thủ quy tắc của nó đi thôi đừng nghĩ nhiều nữa dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi mà một ngưng sương xoa đầu phương nhuế nhuế mỉm cười an ủi vâng ạ à, lần sau chơi tiếp ta nhất định sẽ phát triển một cách bị ổi giống như sư gia ấy phương nhuế nhuế hừ nói hai người nắm tay nhau rời khỏi thiên trì viên bàn tu thần lắc đầu cười cầm lấy đồ uống uống một ngụm kỳ thật phương pháp của phương nhuế nhuế sẽ đem lại cảm giác thành tựu cao nhất nhưng xác suất bị loại cũng sẽ lớn nhất điều này vẫn phải nhìn vào năng lực cùng với vận khí của từng người phương nhuế nhuế cũng không ngờ mới gia nhập một tuần lễ hai vương triều đã khai chiến hơn nửa thế cục còn nghiêng về một bên trong tình huống này dù là thượng cung cẩn thì cũng không gánh được nhưng mà phương nhuế nhuế cũng tương đối cứng đầu thấy tình hình không ổn còn không chạy mà vẫn muốn cùng vương triều mình gia nhập cứng đối cứng với nam thiên quốc nếu là đổi lại là tiger có khi đã bỏ chạy từ lâu rồi tu thần cảm thấy tiger có thể là người chiến thắng cuối cùng bởi vì nó đủ cẩn thận nói trắng ra chính là tùy tiện chỉ cần có gió thổi cỏ lây mặc kệ ngươi chiến tranh xưng bá cái quái gì chắc chắn nó sẽ bỏ chạy đầu tiên nhìn lại tình huống của những người khác trong thương lan tử giới cơ bản vẫn còn tương đối ổn thỏa thực lực tử nguyệt quốc của thượng cung cẩn thấp nhất về mọi mặt nhưng bây giờ toàn bộ tử nguyệt quốc đã bị nàng nắm ở trong tay mọi chuyện cần thiết đều tiến hành trong kế hoạch của nàng nhìn tương lai phát triển cũng sẽ không tệ lắm bây giờ thương lan tử giới đã bị tu thần hoàn toàn ngăn cách cho dù là tộc thương lan hay là vô thần cũng không có cách nào tác động được đến thương lan tử giới nó hoàn toàn không thuộc về bọn họ nữa tử giới này chính là thế giới mà tu thần chuyên dùng để huấn luyện đám thuộc hạ hiện giờ hắn đã đủ khả năng chiếm được tất cả tử giới trực thuộc phù tiên giới nhưng hắn không làm như vậy vẫn đang chờ đợi thời cơ tu thần cho ý niệm tiến vào hải đô tử giới trong cung đông hải lúc này sở nguyệt đang chém ngang giết dọc khí huyết sát trên người cũng ngày càng nặng tu thần hiếp mắt lẩm bẩm xem ra giết hết tử giới này con bé sẽ trở thành một linh hồn ác quán hoàn toàn mới linh hồn sở nguyệt vốn bị linh hồn ác quán ăn mòn mất một chút mặc dù đã được hút ra nhưng vẫn sinh ra ảnh hưởng đối với cô bé sau đó cô bé được tu thần ban cho tu vi đỉnh cấp tử giới cùng với sự giết chóc không ngừng nội tâm đen tối của cô bé dần dần bành trướng linh hồn bắt đầu ma hóa cuối cùng sẽ lại trở thành một đại ma đầu chân chính con đường này là số mệnh của sở nguyệt mà tu thần chẳng qua chỉ đẩy nhanh tiến độ trước thời hạn mà thôi việc duy nhất hắn có thể làm lúc này chính là đợi đợi vô thần ra tay linh hồn ác oán ẩn nấp trong hải đô tử giới vô thần không thể nào biết được nếu như y biết ngay từ đầu thì sở nguyệt không có tác dụng gì cả chắc chắn sẽ bị vô thần trực tiếp hấp thu dù sao linh hồn ác quán có giá trị ngang với pháp bảo bán sinh nguyên giới vô thần không có lý do gì mà không thu lấy vì sao tu thần lại diệt đi linh hồn ác quán ban đầu không trực tiếp để nó trưởng thành hơn nữa còn phí hết tâm tư để sở nguyệt một lần nữa trở thành linh hồn ác quán như thế vì hắn muốn thu thập sinh linh chi lực linh hồn ác quán lúc trước là do tích điểm đời trước biến thành cũng không phải hắn hiện tại nguyên lý giống như việc hắn hấp thu linh châu bán sinh nguyên giới vậy. Không có linh châu bán sinh nguyên giới, với tu vi đỉnh cấp ở tử giới không thể giết được sở nguyệt. Mà tu thần khống chế sở nguyệt không cho phi thăng nguyên giới. Vậy vô thần làm sao có thể bắt được sở nguyệt chứ? Tu thần vô cùng chờ mong. Mục đích cuối cùng của việc hắn bồi dưỡng sở nguyệt vẫn là vô thần. Hiện tại vô thần ở phù tiên giới đang có âm mưu gì, tu thần thật sự không biết nếu như hắn lập tức nhất thống chính tử giới của phụ tiên giới hắn sợ vô thần sẽ phát giác ra sau đó lập tức bóc tách tất cả tử giới đến lúc đó tu thần không thể tới nguyên giới được mặc dù xác suất bị vô thần phát hiện rất nhỏ nhưng tu thần không thể không đề phòng nhỡ đâu đối phương là một con chó già vô cùng cẩn thận thì sao loại người như vô thần có tâm trí cực kỳ tàn nhẫn và quả quyết tu thần bỗng nhiên quay đầu nhìn bầu trời phía sau chân mày hơi nhíu lại Chương 347, Nguyên thần của thần vương, phong ấn thương lan tử giới. Phía bên ngoài thành lũy tử giới trên không trung phía sau lưng tu thần có một ý niệm muốn xông vào tử giới. Là thương lan lệnh. Một ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu tu thần, thương lan lệnh đang ở bên ngoài thành lũy tử giới lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy tu thần, thương lan lệnh vội vàng quỳ một gối xuống, nói, tham kiến đại nhân. Tu thần nhìn thương lan lệnh, hỏi, phù tiên giới thế nào rồi đại nhân tiểu nhân đến đây là để báo cáo với ngài tình huống hiện giờ của phù tiên giới bởi vì mọi chuyện thật sự quá mức quỷ dị tiểu nhân không thế không đường đột đi xuống để báo cáo giọng điệu của thương lan lệnh có chút nghiêm trọng tu thần nhướng mày cái tên vô thần này định gây ra động thái lớn gì sao hẳn là không phải nếu y cảm thấy mình là một sự uy hiếp vô cùng to lớn hơn nữa biết được bản thể cũng không đánh lại mình vậy trực tiếp cướp lấy tử giới là được rồi, còn muốn tạo ra động thái lớn làm gì nữa? Phù tiên giới chính là nguyên giới, tử giới chỉ là thế giới phụ thuộc mà thôi, bảo vệ lãnh địa nguyên giới, vứt bỏ tử giới là một hành động vô cùng hợp tình hợp lý. Hiện giờ tu thần vẫn chưa cảm nhận được tử giới có dấu hiệu bị tách tranh giới. Ngồi xuống nói đi. Tu thần nói với vẻ lãnh đạm. Thương Lan lệnh thấp thỏm không yên đứng lên, sau đó vô cùng thận trọng ngồi ở trước mặt tu thần lão hiện tại càng e ngại và sùng bái tu thần hơn trước lúc lão gặp được tu thần vô thần còn chưa giao thủ với hắn nhưng bây giờ đã không giống lúc trước trận đại chiến kia lão đã được tận mắt chứng kiến không nói tới có phải là bản thể đối chiến với hóa thân hay không chỉ riêng chuyện sau này vô thần không dám tiếp tục xâm chiếm đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi thương lan lệnh nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng lão hít thở sau mấy lần để làm dịu cảm xúc của bản thân sau đó mới nói đại nhân theo thuộc hạ được biết sau cuộc đại chiến giữa ngài và vô thần ngày đó y vẫn luôn co đầu rút cổ ở bên trong núi vô thần trong khoảng thời gian gần đây bầu không khí ở phù tiên giới vô cùng quỷ dị tất cả đều đang chờ đợi thủ đoạn kế tiếp của vô thần song y lại không làm gì cả sau khi thương lan tử giới bị ngài cướp đi thương lan già dạ tự mình đi tới núi vô thần cầu kiến vô thần nhưng lại không được gặp có điều sau khi thương lan dạ trở về đã hạ lệnh phong tỏa hai tử giới còn lại không hề đề cập tới thương lan tử giới bởi vì tiểu nhân vào vai một kẻ dẫu có chết cũng không chịu nhường tử giới ngay sau đó đã tập hợp mấy vị trưởng lão đi tới trước điện chất vấn thương lan dạ vai diễn thà chết chứ không chịu khuất phục tu thần nhắc lời của thương lan lệnh có chút buồn cười nhìn lão lão gia này xem ra diễn trò ở gia tộc thương lan cũng rất xuất sắc thương lan lệnh không khỏi đỏ mặt cười mỉa trả lời không phải là tiểu nhân chuẩn bị cho việc quản lý gia tộc thương lan sau này sao chỉ chỉ là muốn dựng nên hình tượng một kẻ vì lợi ích của gia tộc thương lan thà chết chứ không chịu khuất phục đợi về sau đại nhân ngài tới phù tiên giới lật đổ ách thống trị của vô thần lên nắm quyền tiểu nhân phía bên này cũng có đủ uy tín để tại vị thương lan lệnh cũng dám nói ra những suy nghĩ trong lòng đúng là không có gì phải giấu giếm cả, dù sao thứ lão muốn chính là đoạt lại chức tộc trưởng đã từng thuộc về mình mà thôi. Tiếp tục. Tu thần giơ tay. Sắc mặt của thương lan lệnh trở nên căng thẳng, vội vàng nói, tiểu nhân cùng với mấy vị trưởng lão chất vấn thương lan dạ vì sao lại quả quyết vứt bỏ một tử giới, nhưng mà lúc chúng ta bước vào bên trong đại điện. Lại nhìn thấy một người. Thiên thọ lão quy của vô vọng hải. Tu thần nghiêng đầu. Thiên Thọ Lão Quy, yêu quái sao? Hắn chưa từng nghe thấy cái tên này. Hóa thân đi tới Thương Lan Tử giới không có quá nhiều ký ức, cũng không đọc được quá nhiều tin tức hữu dụng. Ví dụ như hóa thân của Thương Lan lệnh trước mặt không có chút ký ức nào, những gì mà lão đang nói đều là bản thể vận dụng thần thông truyền tới đây. Rất lợi hại đúng không? Tu Thần hỏi. Vô cùng lợi hại. Bên trong Phù Tiên giới, ngoại trừ vô thần ra có hai đại thần vương, không đúng, hiện giờ đã có ba người, thương lan dạ cũng đã thăng cấp thần vương rồi. Nói tới chỗ này, ánh mắt của thương lan lệnh chứa đầy sự phẫn nộ cùng với không cam lòng. Bất kể là thiên phú hay năng lực lão đều ở phía trên thương lan dạ, cũng bởi vì vô thần khiến lão mất đi ngôi vị tộc trưởng, vốn vị thần vương thứ ba này phải là lão mới đúng. Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng thương lan lệnh lại cảm thấy nghẹn ứ hận thù đối với thương lan dạ và vô thần lại tăng thêm một phần thiên thọ của vô vọng hải phong bà tử của thiên kê viêm cốc hai người này đều là thần vương thành danh đã lâu bình thường cũng không mấy xuất hiện nhưng hiện giờ thiên thọ lại xuất hiện hơn nữa còn chạy tới gia tộc thương lan chắc chắn đây là ý chỉ của vô thần bởi vì chỉ có vô thần mới có thể gọi lão ta tới thương lan lệnh nói tu thần chớp mắt cười nói thần vương rất mạnh sao thương lan lệnh câu hỏi này của tu thần khiến người ta rất đau lòng đó đối với lão mà nói vô thần tất nhiên không cần phải nói nhiều còn thần vương cũng là sự tồn tại mạnh nhất rồi nguyện vọng của lão kiếp này chỉ là trở thành thần vương mà thôi thương lan lệnh xấu hổ cười bồi đối với đại nhân ngài mà nói tất nhiên thần vương chẳng có gì lạ còn không thèm để vào mắt song đối với những người như tiểu nhân mong muốn cả đời chỉ là đạt đến thần vương mà thôi Tu thần bật cười, nói, như vậy sao, về sau bản tọa vui vẻ, cho người tu vi thần hoàng cũng được. Hả? Thương Lan lệnh đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi co rút lại, vẻ mặt trở nên vô cùng kích động và hưng phấn. Đại! Đại nhân! Thật sự cho tiểu nhân tu vi thần hoàng sao? Thương Lan lệnh rung giọng hỏi. Phía trên thần vương, chính là thần hoàng. Tu vi thần hoàng, lão ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, thậm chí lão còn không có quá nhiều khái niệm về cảnh giới thần hoàng này, cảm thấy vô thần có vẻ như cũng chính là một thần hoàng rồi. Tu thần lại muốn cho mình tu vi thần hoàng. Nỗi kinh ngạc và mừng rỡ bất thình lình khiến cho thương lan lệnh nhất thời có chút không biết phải làm sao, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy, không biết tại sao ngồi tại chỗ lại cảm thấy rất khó chịu, lão cảm thấy quỳ xuống có thể sẽ vui sướng hơn một chút. Nếu những người khác nói mấy lời này với thương lan lệnh, lão chắc chắn sẽ khinh thường chế nhạo, nhưng tu thần thì khác lão đã hoàn toàn được lĩnh giáo về thủ đoạn của tu thần hóa thân đầu tiên của lão trong nháy mắt đã được tăng tu vi lên thiên tôn cảnh tu thần có loại năng lực này xem tâm trạng của ta thế nào đã nếu ngươi có biểu hiện tốt cho ngươi tu vi thần hoàng cũng không có gì khó khăn cả tu thần nói với vẻ sao cũng được mấy thứ như cảnh giới tu vi đối với tu thần mà nói quả thực là không có một chút nghĩa lý gì cả dù sao bước chân vào lĩnh vực vô địch của hắn thì mọi quy tắc đều sẽ do hắn đặt ra muốn như thế nào thì có thể như thế đó hắn cho luyện thể cảnh tẩn thần hoàng một trận cũng được đa tạ đại nhân tiểu nhân nhất định sẽ có biểu hiện tốt không phụ sự kỳ vọng của đại nhân thương lan lệnh một lần nữa quỳ xuống ngữ điệu kích động nói tu thần vẫy tay nói trở lại chủ đề vừa rồi đi thương lan lệnh vội vàng đứng dậy Nịnh hót cười bồi mấy tiếng, sau đó nói, hôm nay thiên thọ lão quy xuất hiện, hẳn là ý chỉ của vô thần. Thương Lan Dạ chắc chắn cũng là người của vô thần, bây giờ chỉ còn thiếu phong bà tử của thiên kê viêm cốc thôi. Ta cảm thấy bà ta cũng chuẩn bị xuất hiện rồi. Vô thần gọi hai người này ra, chắc chắn là có mục đích gì đó. Nhưng mà mục đích gì, thật sự là tiểu nhân đoán không ra, thế nên đã lập tức xuống đây báo cáo với đại nhân dựa vào tài trí và kiến thức của đại nhân chắc chắn sẽ biết được âm mưu của vô thần tu thần hơi híp mắt sau đó cười ha ha nói ngươi muốn biết vô thần định làm gì không thương lan lệnh không dám trả lời thật sự là lão rất muốn nhưng lão cũng biết rõ bản thân không có tư cách để biết dùng nguyên thần của thần vương phong ấn thương lan tử giới nhốt bản tọa ở đây không được rời đi tu thần lãnh đạm nói chương 348, bí mật kinh thiên động địa. Người muốn biết chân tướng của thế giới không? Nguyên thần thần vương phong ấn tử giới. Hoàn toàn nhốt ngại ở nơi đây. Thương Lan lệnh kinh ngạc hỏi. Lão không rõ vì sao phong ấn tử giới lại cần thiên thọ và phong bà tử cùng tới. Chẳng lẽ sức mạnh của một mình vô thần không đủ để thực hiện điều đó sao? Lão cũng từng nghe đến chuyện tách rời tử giới, tình hình trước mắt cho dù vô thần e sợ tu thần, nhưng cũng không cần phải phong ấn tử giới chỉ cần tách tử giới ra khỏi quy tắc của phù tiên giới là được tách rời tử giới chỉ là hạ sách tác dụng không lớn bởi vì hắn không có khả năng tách các tử giới khác cho nên phong ấn ta ở thương lan tử giới là lựa chọn tốt nhất tu thần nói thương lan lệnh rơi vào trầm tư vẫn còn chút khó hiểu vậy nếu dùng nguyên thần bản nguyên thần vương của ba người kia để phong ấn tử giới thì sẽ thế nào Thương Lan lệnh hỏi. Tu thần mỉm cười, nói đầy ẩn ý, thì ba người thần vương kia đều xong đời chứ sao? Thần vương thôi mà, đối với vô thần mà nói cũng chẳng đáng tiếc lắm. Thương Lan lệnh chợt thông suốt, sợ đến mức phải hít sâu một hơi, trợn tròn mắt nhìn tu thần với vẻ không tin nổi. Vô thần tàn nhẫn đến vậy sao? Thần vương, nói hy sinh là hy sinh sao? Thương Lan lệnh cảm thấy đầu mình kêu ong ong, đồng thời trong lòng cũng dấy lên cảm giác khổ sở trong mắt vô thần ngay cả cường giả cấp bậc thần vương cũng chỉ là quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào vậy thì đám thiên tôn cảnh như bọn họ ở vị trí nào chứ chỉ sợ người ta còn không xem mình là người ấy chứ giấc mộng cả đời của vô số người chỉ là trở thành thiên tôn thế nhưng như vậy có ích lợi gì trong ván cờ của những cường giả tần đỉnh đám thiên tôn khiến người ta sùng bái ngưỡng mộ này còn không đủ tư cách làm quân cờ sự đã kích này khiến thương lan lệnh không khỏi cười khổ thiên tôn chúng ta không cầu địa vị cao vốn tưởng rằng ít nhất cũng có thể có chút mặt mũi ở nguyên giới nào ngờ xem ra lúc này cũng chẳng khác gì tu luyện giả thương lan lệnh hồn bay phách lạc nói đương nhiên là lão vô cùng tin tưởng vào tu thần hắn nói ba thần vương kia chẳng mấy chốc sẽ bị vô thần hiến tế để phong ấn là chuyện chắc chắn rồi lúc này lại sinh ra lòng đồng cảm với ba vị thần vương ấy vốn tưởng rằng mình dưới một người, trên vạn người, ai ngờ vẫn chỉ là con cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào mà thôi. Điều này thật khiến người ta tuyệt vọng, đến mức thương lan lệnh phải nghi ngờ về cuộc sống, tự hỏi rốt cuộc mình nỗ lực tu luyện là vì cái gì. Tu thần nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của thương lan lệnh, nói, muốn bản thân không trở thành con cờ, người có biết phải đến trình độ nào không? Thương lan lệnh mê mang lắc đầu tu thần có thể khiến lão trong nháy mắt nhận được sức mạnh thần hoàng, thì chứng tỏ thực ra thần hoàng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Đồ mà người khác có thể tùy tiện ban cho, thì không phải là thứ tốt, bởi vì người ta vốn cũng chẳng quan tâm. Mà đã không quan tâm thì chỉ có thể là sự tồn tại tầm thường. Cấp 2 của năng lực sinh linh, chấp trưởng sinh tử. Tu thần nói. Thương Lan lệnh nhìn bàn tay mình, thì thào, hôm nay tiểu nhân mới chỉ tới cấp 1, Cách chấp chưởng sinh tử còn rất xa. Hơn nữa theo tiểu nhân biết, Thiên Thọ và Phong Bà tử đã đến cấp 2 rồi, vậy mà họ vẫn không thể nắm giữ sinh tử của bản thân. Thiên Tôn cảnh có thể mở ra năng lực sinh linh, nói cách khác Thiên Tôn có thể điểm hóa thiên tư. Nhưng điểm hóa thiên tư chỉ có thể chứng tỏ tương lai thế lực của mình không đến nỗi rơi vào cảnh diệt tận gốc, vẫn cần đến thời gian để trưởng thành. Hơn nữa một cường giả không thể chỉ dựa vào thiên phú tuyệt đẳng để đạt được thành tựu cao nhất còn cần số mệnh, cơ duyên và sự nỗ lực. Trong lịch sử dài đằng đẵng của chư thiên vạn giới, bao nhiêu người thiên phú đỉnh cấp? Đếm không xuể, nhưng có thể sống đến cuối cùng, trở thành cường giả đỉnh cấp lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong phù tiên giới, ngoại trừ vô thần, không thể có người thứ hai đạt đến năng lực cấp 2. Tu thần khẳng định chắc nịch. Đây cũng là chuyện hắn mới biết được sau khi chạm mặt vô thần. Đều là năng lực cấp hai giả bởi vì năng lực sinh linh của bọn họ hoàn toàn khác vô thần căn bản không cùng một tính chất mỗi một lần sử dụng năng lực sinh linh họ đều phải tiêu hao một lượng rất lớn sinh linh chi lực thu thập được trong cơ thể mình dù chỉ điểm hóa một người cũng sẽ khiến họ tiêu hao sinh linh chi lực hấp thụ trong hơn vạn năm vậy chấp chưởng sinh tử thì sao càng là số lượng lớn khủng khiếp không gì sánh được cho nên trên cơ bản không ai lại đi tùy tiện hồi sinh người khác Điều này cũng khiến vô thần dễ dàng lừa gạt thiên thọ và phong bà tử. Họ tưởng rằng mình đã đến cấp 2 chấp trưởng sinh tử, thực ra không phải. Đó là năng lực cấp 2 do vô thần thiết lập cho họ mà thôi. Thực sự đến cấp 2 chấp trưởng sinh tử. Thì không cần nguyên thần, chỉ cần một miếng thịt, một cọng tóc là có thể hồi sinh được người khác rồi. Năng lực sinh linh là thứ mà vô số giống loài xa xưa theo đuổi, nó biến thái như vậy đấy trong phù tiên giới, vô thần không thể nào để cho người khác ngoại trừ bản thân nắm giữ năng lực cấp 1. Cường giả có cấp bậc đến cấp 2, nếu thực sự muốn giết chết đối phương, trừ phi tìm ra được tất cả những thứ liên quan đến thân thể mà đối phương để lại trong chư thiên vạn giới, còn không, trong lương lai hắn vẫn có thể đổi mồ sống dậy. Húng hồ số lượng sinh linh chi lực mà cấp 1 và cấp 2 cần chênh lệch nhau cực kỳ lớn. Bản thân vô thần cũng cần sinh linh chi lực, làm sao lại cho người khác một cách lãng phí vô ích được không đúng lúc trước quả thật là thiên thọ đã hồi sinh một đứa con trai của lão chuyện này toàn bộ phù tiên giới đều biết lúc trước trường sinh ở thiên giới và vô thần đại chiến con trai của thiên thọ bị giết chết sau đó chính lão đã hồi sinh nó hơn nữa thương lan dạ cũng vì nhận được chức vị tộc trưởng lấy được trú giới linh châu hấp thu một số lượng lớn sinh linh chi lực mới thăng cấp thần vương thần vương chính là biểu hiện của năng lực cấp 2 mà. Thương Lan lệnh sắp căng hết cả não. Nói với vẻ khó tin. Những lời tu thần nói tạo thành bóng ma rất lớn trong lòng lão, thậm chí còn phá vỡ toàn bộ nhận thức trước đây của lão. Trong lúc nhất thời, Thương Lan lệnh không sao tiếp thu nổi việc này. Sở dĩ lão hận vô thần, hận Thương Lan dạ như vậy là bởi chức tộc trưởng bị cướp mất, sau đó mất cả số sinh linh chi lực trong trú giới Linh Châu hiện giờ tu thần lại nói với lão đó đều là giả. Tâm lý không bị sụp đổ đã được coi là người có tố chất vững vàng rồi. Thần vương, thần hoàng dù sao cũng không thoát được sự bào mòn của thời gian, vẫn sẽ chết già. Chỉ đến khi đạt được năng lực cấp 2 mới mang ý nghĩa thực sự là bất tử bất diệt. Tồn tại muôn đời. Tu thần mỉm cười nói. Thương lan lệnh hơi lão đảo, ánh mắt mất đi tiêu cự, đôi môi mấp máy những lời nghe không rõ như người mê sản sự đã kích này quá lớn đối với lão vậy vậy chúng ta còn sống có ý nghĩa gì phải chăng không lật đổ được vô thần thì chúng ta sẽ vĩnh viễn là con chim bị nuôi trong lòng sắt sắc mặt thương lan lệnh tái nhợt ánh mắt tuyệt vọng trống rỗng nhìn về phía tu thần tu thần gật đầu chấn động và tuyệt vọng lắm phải không vậy bản tọa nói cho ngươi thêm một chuyện tuyệt vọng hơn nữa muốn biết chân tướng của chư thiên vạn giới không Tu thần chậm rãi nói. Thương Lan lệnh rung lên, tim đập lỡ mất nửa nhịp. Lý trí nói cho lão biết đừng nghe thêm bất cứ tin tức nào về chân tướng của thế giới này, nhưng đáy lòng lại vô cùng muốn biết. Rất đáng sợ đúng không? Tiểu nhân sẽ phát điên chứ? Thương Lan lệnh cười khổ, hỏi bằng giọng khản đặc. Tu thần mỉm cười, cầm một tử linh quả bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói, không đáng sợ lắm, chỉ có điều khá khó tiếp nhận mà thôi. Chương 349, đột phá địa vị cao, phá rồi xây lại. Thương Lan lệnh dường như rất khó tiếp thu hai lựa chọn vô cùng đáng sợ này, lão nghe đều giống y như nhau. Đại nhân, ngài muốn nói cho ta biết sự thật về thế giới này thật sao? Thương Lan lệnh nuốt nước bọt hỏi. Lão nghi ngờ trong lòng, bởi lẽ không biết vì sao tu thần lại nói cho lão nhiều bí mật như vậy. Hiện giờ nói một cách nghiêm túc, lão không phải là thân tính của tu thần, chỉ có thể xem như lão nịnh bờ hắn để tranh thủ chút lợi ích cho bản thân mà thôi. Lão nghĩ mãi mà không ra mục đích của tu thần là gì. Ngươi muốn nghe thì ta nói cho ngươi biết thôi. Tu thần cười bảo. Thương Lan lệnh cắn môi, trong lòng cảm thấy vô cùng xoắn xuýt. Lão sợ sau khi mình biết sẽ rơi vào điên cuồng, nhưng không biết thì nhất định sẽ trăn trở suốt về vấn đề này, không chừng cũng điên luôn. Đại nhân, tiểu nhân muốn biết. Một lát sau, Thương Lan lệnh rốt cuộc quyết định, lão đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Tu thần tự rót cho mình một ly trà, sau đó cũng rót cho Thương Lan lệnh một tách rồi bảo, uống tách trà đi. Thương Lan lệnh cầm chén trà lên, hai tay có hơi run rẩy. sau khi nói tiếng cảm ơn thì lão tu một hơi cạn sạch. Chư thiên vạn giới, nói trắng ra chỉ là chính đại nguyên giới mà thôi. Tích điểm biến hóa ra chính viên linh châu bán sinh nguyên giới và ba đại linh hồn ác quán, còn có chính sinh vật viễn cổ bất diệt mọi người trong chư thiên vạn giới đều cố gắng để mạnh lên nhưng chẳng qua chỉ là chất dinh dưỡng cho chính sinh vật bất diệt kia thôi ngươi thương lan dạ và cả thiên thọ cũng thế đến cả vô thần và trường sinh cũng vậy các ngươi cảm thấy vô thần đã là tồn tại mạnh mẽ nhất chư thiên vạn giới thực ra không phải vậy bọn họ vẫn chỉ là con sâu cái kiến tu thần nói xong mấy câu này thì không tiếp tục nói nữa tự mình uống trà biểu cảm của thương lan lệnh không thay đổi bao nhiêu. Sông tay bưng tách trà cứ rung lên không ngừng, mí mắt cứng đơ, cả người không nhúc nhích nổi. Choang! Tách trà trong tay thương lan lệnh rơi xuống mặt đất vỡ tan tạng, còn bản thân lão thì cũng lão đảo mấy bước, sau đó té ngã co quắp trên mặt đất. Đôi mắt kia ảm đạm không ánh sáng, chẳng có tí sức sống nào, trống rỗng và mê man. Đại! Đại nhân! Ngài! ngài chính là một trong chín sinh vật viễn cổ sao vậy vậy chuyện xưa về vô thiên và vô thần là sao thương lan lệnh thì thào hỏi ngay từ đầu tu thần có kể với lão về chuyện ân oán tình thù giữa vô thiên và vô thần bây giờ hắn lại nói cho lão biết thực ra hắn còn trâu bò hơn vô thần là thế nào rốt cuộc chuyện xưa nào mới là thật đây tu thần nhếch miệng cười bảo dĩ nhiên ta không phải là một trong chín sinh vật viễn cổ rồi Sai lầm lớn nhất mà vô thần mắc phải chính là dùng thể nguyên sinh để đột phá địa vị cao, chỉ có thể phá rồi xây lại thôi. Phá rồi xây lại. Nói cách khác, đóa sen đen mà vô thiên hóa thành lúc trước bị vô thần tiêu diệt mới thực sự là cách để đoạt lấy địa vị cao sao. Mà thần nguyên hoa sen đen đó đã bị ngài hấp thu nên ngài trực tiếp đạt được thành tựu hiện tại. Thương Lan lệnh rung giọng hỏi. Đúng vậy, xem ra ngươi vẫn rất thông minh đấy bản tòa chỉ là một người nhặt được món hời lớn mà thôi. Người với người không công bằng thế đó, có những kẻ liều chết vẫn là một con kiến hôi. Còn bản tọa luyện hóa một đóa sen đen bên đường lại có tất cả mọi thứ hiện tại. Tu thần mỉm cười nói. Tu thần nói vậy như đâm vào tim lão. Hơn nữa rốt cuộc lão cũng hiểu vì sao từ đầu đến cuối tu thần căn bản chẳng quan tâm bất cứ hành động nào của vô thần, gì mà phong ấn tử giới rồi cuộc chiến hóa thân, hắn hoàn toàn chẳng thèm để ý vô thần đã không cùng đẳng cấp với người ta nữa rồi vô thần cũng chỉ là con sâu cái kiến thôi vậy rốt cuộc ai mới là cha đây giờ thương lan lệnh còn mờ mịt và bất lực hơn vừa rồi rất nhiều hiện tại lão không biết mọi người sống sót với ý nghĩa gì nữa lão cố tranh giành vị trí tộc trưởng làm quái gì chứ không phải vẫn là một con sâu bọ thôi sao thương lan lệnh lộ ra một nụ cười vô cùng khổ sở quả thực nhìn còn khó coi hơn cả khóc lão cảm thấy mình vẫn quá ngây thơ đại nhân sao ngài lại nói với ta những điều này thương lan lệnh điều chỉnh lại biểu cảm hỏi rốt cuộc lão cũng biết rồi có phải chịu đã kích lớn hơn nữa cũng không quan trọng trước kia thần vương cảnh và tộc trưởng của gia tộc thương lan là giấc mộng và chấp niệm của lão bây giờ suy nghĩ kỹ lại lão chẳng có tí hứng thú nào thậm chí còn không muốn tu luyện dù sao có tu luyện thế nào cũng chẳng thể thành cha người ta mãi mãi chỉ là đám tay chân mà thôi bản tọa muốn ngươi lan truyền tin tức này khắp phù tiên giới tu thần nở một nụ cười sâu xa rồi hắn nói tiếp đã là sinh linh của chư thiên vạn giới thì hẳn phải biết chân tướng của thế giới chứ nhỉ lan truyền sự thật về thế giới trong khắp phù tiên giới sao thương lan lệnh chớp chớp mắt nước đi này của tu thần lại khiến lão khó hiểu làm vậy sẽ khiến phù tiên giới rung chuyển đến lúc đó đám lão quái vật viễn cổ kia đánh ra thì phải làm sao bây giờ? Lão muốn trốn cũng chẳng có chỗ nào trốn. Tu thần vương tay phải sờ lên không trung, một sợi tóc của thương lan lệnh xuất hiện trong tay hắn. Ngươi không cần phải sợ chết, có bản tọa ở đây không ai có thể giết được ngươi. Ngươi làm tốt chuyện này, ta dĩ nhiên sẽ ban sức mạnh thần hoàng cho ngươi. Tu thần nói. Vừa rồi tu thần nói sẽ ban thưởng sức mạnh thần hoàng khiến lão vô cùng phấn khởi, nhưng giờ trong lòng lão chẳng dao động mảy may ngay cả tí hứng thú cũng không có song lão vẫn gật đầu đáp đại nhân yên tâm tất nhiên ta sẽ truyền tin tức này lan khắp phù tiên giới nhưng lỡ như ta bị tóm bọn chúng ép ta khai ra nguồn gốc tin tức ta có phải khai ra tên ngài hay không không cần trực tiếp tự sát là được tu thần nói thương lan lệnh tu thần nói vậy khiến lão cảm thấy là lạ giống như chuyện khiến người ta sợ hãi nhất là cái chết lại chẳng có tí uy hiếp nào đối với tu thần cứ tùy ý cho người ta chết dù sao hắn có thể hồi sinh lại vậy đại nhân có phù văn hay cấm chế gì lợi hại không ta sợ thực lực của đối phương mạnh quá đến lúc đó muốn chết cũng không được thương lan lệnh cẩn thận hỏi tu thần lắc đầu nói không cần những lão ngoan đồng kia sẽ không đến mức đích thân ra tay với loại cấp bậc như ngươi đâu chớ vẽ trò cho mình nhiều quá thương lan lệnh bày ra vẻ mặt hết sức khó xử lời tu thần như đâm vào tim lão nhưng lại vô cùng có lý khiến lão hoàn toàn không phản bác được hiện tại một mình thương lan dạ cũng có thể giải quyết lão chứ nói chi đến vô thần và lão giả viễn cổ sau lưng vô thần kia ngươi nên chết đi tu thần bỗng nhiên nói hả thương lan lệnh tê cả da đầu có hơi phản ứng không kịp không biết tu thần nói vậy là có ý gì tu thần nhìn lên bầu trời mỉm cười bảo vô thần muốn vào đây để tâm sự với ta. Hóa thân của ngươi trở về sẽ bị y phát hiện, làm lộ hợp tác giữa hai ta. Phỏng chừng ngươi sẽ bị giết ngay lập tức, vẫn nên chết thì hơn. Thương Lan lệnh chợt ngẩn ra, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ cay đắng. Lần trước lão tổn thất một hóa thân tầng chính, giờ lại phải mất thêm một hóa thân nữa hả? Lão sắp rớt cảnh giới rồi. Thương Lan lệnh quả thực có nỗi khổ không nói ra được, nhưng cũng không dám làm trái ý tu thần. Lão biết tu thần nói đúng, nếu để vô thần biết lão âm thầm thông báo tin tức cho hắn, nhất định lão sẽ bị giết chết. Vậy? Vậy làm phiền đại nhân ra tay. Thương Lan lệnh cười như mếu, lão muốn mỉm cười mà khóe miệng lại không chịu nghe theo khống chế cứ rung lên bật bần. Nhìn vô cùng khó coi. Tu thần cười ha ha, sau đó chỉ ngón tay lên đầu Thương Lan lệnh. Trong nháy mắt, một cổ hóa thân của thương lan lệnh lại bị tu thần tiêu diệt. Chương 350, chẳng có gì để nói nữa. Mở ra năng lực tăng tốc sự kiện. Vô thần đang ngồi đối diện với tu thần, vẻ mặt lạnh nhạt. Hóa thân này của y chỉ là thánh thiên cảnh tầng chính mà thôi, không có linh châu bán sinh nguyên giới, y cũng phải thành thật xuống đây dựa theo nguyên tắc của tử giới, huống chi giờ tử giới đã hoàn toàn thuộc về tu thần nếu không được tu thần cho phép thì ngay cả tư cách tiến vào thương lan tử giới y cũng không có rốt cuộc mục đích của ngươi là gì vô thần hỏi y nhìn không thấu tu thần cũng không biết rốt cuộc tu thần xuất hiện từ đâu nếu nói là người nguyên giới khác thì cũng phải có dấu vết để lần theo nhưng lại không có gì cả mấy ngày nay y vẫn luôn điều tra những tin tức có liên quan đến tu thần nhưng không thu hoạch được gì lần này vô thần đến để tiến hành buổi đàm phán cuối cùng với tu thần y có thể cho tu thần thương lan tử giới thậm chí thêm mấy tử giới khác cũng không đáng kể nhưng y nhất định phải biết rõ mục đích của hắn nếu tu thần muốn phù tiên giới thì khỏi cần nói chuyện nữa y sẽ lập tức hiến tế ba thần vương sau đó phong ấn hoàn toàn thương lan tử giới tu thần cười cười nhìn vô thần rồi hỏi ngươi cảm thấy ta muốn gì ta không biết vô thần thẳng thắn lắc đầu đáp vậy để ta đổi một cách diễn đạt khác nhé. Ngươi cảm thấy hai ta ngang vai ngang vế hay là ngươi mạnh hơn ta? Hoặc là cảm thấy ta mạnh hơn ngươi? Chỉ có ba loại vậy thôi, ngươi cho rằng là loại nào? Tu thần hỏi. Vô thần run run mí mắt, không nói lời nào mà cứ nhìn chầm chầm tu thần với vẻ mặt khá tăm tối, giống như một con rắn độc đang ẩn nấp, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra cắn cho người ta một phát. Thảo luận những vấn đề này chẳng có ý nghĩa gì cả, ngươi chỉ cần nói cho ta biết rốt cuộc mục đích của ngươi là gì là được rồi sau một lúc im lặng vô thần chậm rãi lên tiếng vô thần tới đây chỉ vì muốn có một đáp án mà thôi y không quan tâm tu vi của tu thần đến tột cùng ra sao bởi vì y có đủ tự tin để phong ấn tu thần trong thương lan tử giới vứt bỏ hoàn toàn một tử giới lại thêm ba thần vương nữa hy sinh này không thể nói là nhỏ nhưng nếu có thể đổi lại sự bình yên trước kia thì rất đáng mục đích của vệ thiên hành giả không phải quá rõ ràng rồi sao? Ngươi hỏi như vậy nào có ý nghĩa gì? Tu thần cười khẽ một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ chăm chọc. Tất cả mọi người đều hiểu, mục đích thực sự để cố gắng tu luyện là gì mà còn phải nói rõ sao? Không phải muốn trở thành tích điểm mới à? Mặc dù hy vọng xa vời nhưng đây cũng là động lực lớn nhất đời người. Trong dòng chảy vô tận của lịch sử, có bao nhiêu người đã chết đi trên con đường này, và có bao nhiêu người vì con đường này mà chịu đựng sự đau khổ vô tận? Nhiều không đếm xuể. Hy vọng gần như xa vời là thế nhưng vẫn có vô số kẻ nối tiếp nhau làm vậy. Hai chúng ta có thể hợp tác, ta giúp ngươi đoạt lấy thiên giới, với điều kiện là ngươi giao ba tử giới của thiên giới cho ta. Vô Thần đột nhiên cất tiếng. Tu thần nâng tách trà lên nhấp một ngụm, không hề đáp lời. Con đường làm phệ thiên hành giả vốn đi ngược ý trời chắc ngươi cũng biết chẳng ai có kết cục tốt chúng ta cứ thành thật ngồi vững trên chiếc ghế quản lý và khống chế tốt một nguyên giới là đủ rồi còn về những thứ có cấp bậc cao hơn hai chúng ta là thế hệ sau đụng vào chỉ có chết hoàn toàn không có đường lựa chọn thứ hai vô thần nói vô thần vô cùng hiểu rõ vị trí của bản thân y biết thứ tốt nhất mình có thể lấy được là gì đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi y tháo chạy khỏi thiên giới có thể giành được vị trí khống chế phù tiên giới. Người có thể tham, nhưng phải có mức độ. Cầu tiến một cách thận trọng mới là phong cách xử sự, sự của y, y nắm vững chừng mực khá tốt. Thế nhưng hiện giờ tu thần xuất hiện, địa vị của y bị uy hiếp nghiêm trọng, cho nên y muốn gấp lửa bỏ tay người. Dẫn tu thần tới thiên giới, biết đâu bất ngờ thu hoạch được gì đó. Tu thần nhìn vô thần rồi cười nói, ngay cả phù tiên giới ngươi cũng không giữ được mà còn muốn đi chiếm thiên giới hả? Ngươi đã sống nhiều kỷ nguyên như vậy rồi mà sao đầu óc vẫn lơ mơ thế? Vô thần nghe tu thần dùng giọng điệu mỉa mai dễu cật mình thì vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, y lạnh lùng nói, cho nên chúng ta không có chuyện gì để nói phải không? Tu thần thẳng thắn gật đầu bảo, ta và ngươi chẳng có chuyện gì cần nói cả, giữa hai chúng ta chỉ có một người được sống, tức là ta nhất định sẽ giết ngươi con người ta nói chuyện thẳng thắn và ngang ngược vậy đó ta còn rất tự tin hắn kiêu ngạo như vậy đó ở ngay trước mặt ngươi nói nhất định sẽ giết ngươi vô thần bày ra vẻ mặt dữ tợn y gật đầu thật mạnh giận quá hóa cười mà nói được được lắm quyết đoán đấy vậy mà ngươi có thể nói đến mức này chúng ta chẳng còn gì để nói nữa dứt lời vô thần đứng dậy tu thần cười bảo ngươi cần gì phải vậy hóa thân này của người còn muốn trở về à vô thần nheo mắt cơ thể đột nhiên bùng lên ngọn lửa màu vàng y lao thẳng về phía tu thần y muốn tự nổ cổ hóa thân này mặc dù không biết có thể tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào với tu thần không nhưng y muốn hắn khó chịu một phen tu thần liếc mắt nhìn qua cơ thể vô thần dừng lại trong nháy mắt ngọn lửa vàng kim đang thiêu đốt bên ngoài cơ thể cũng tắt ngóm tức thì cả người y trôi nổi giữa không trung không thể động đậy ngươi sẽ hối hận vô thần tức giận quát tu thần hiếp hiếp mắt khẽ cười bảo trong chiêu thiên vạn giới còn chưa có chuyện gì đủ tư cách khiến ta hối hận đâu đều là ta khiến người khác hối hận mà thôi ngươi nghe cho rõ đây sau một tháng ta nhất định sẽ giết chết ngươi ngươi có chiêu trò gì thì dùng hết trong một tháng này đi nếu không lại không kịp âm tu thần dứt lời vừa mới suy nghĩ hóa thân của vô thần đã nổ thành một bầu trời sương máu sau khi giết chết hóa thân của vô thần, bóng dáng tu thần xuất hiện trong hải đô tử giới. Lúc này sở nguyệt vừa mới rút sạch hoàn toàn sức mạnh của cung đông hải. Từ xa nhìn lại, bầu trời nơi sở nguyệt đứng đen kịt một màu, một cổ hơi thở tàn sát máu lạnh vô cùng mạnh mẽ tràn ngập nơi đây khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Tốc độ ngưng tụ của sát khí này vượt quá dự liệu của tu thần. Linh hồn ác oán đã bị tách ra rồi mà còn có thể ngưng tụ lượng sát khí khổng lồ trong thời gian ngắn như vậy. Rốt cuộc nhân quả này không thể cắt đứt hoàn toàn, chẳng mấy chốc sở nguyệt sẽ lại hóa thành linh hồn ác quán mới, song không phải do tích điểm hóa thành như lúc trước mà do một tay tu thần chế tạo ra. Hiện tại các thế lực yêu tộc khác trong hải đô tử giới đều cảm nhận được sự nguy hiểm, giờ là lúc liên hợp lại, chẳng chống thì chạy sở nguyệt sẽ đối mặt với một trận vây quét. Trận chiến này đối với sở nguyệt mà nói không hề dễ đánh nhưng cô bé chưa chắc sẽ thua. Điều tu thần cần làm hiện giờ là tăng tốc độ tăng tốc thời gian của toàn hải đô tử giới. Chuyện này giống như tôi nhanh phim vậy. Tu thần có được năng lực khống chế thời gian, không những có thể nâng cao tu vi của một cá nhân mà còn có thể tăng tốc độ chảy của dòng thời gian trong toàn bộ thế giới, khiến một sự kiện nào đó tiến thẳng đến phần cao trào. Hiện giờ vô thần còn chưa biết chuyện xảy ra ở hải đô tử giới, tu thần cũng không muốn chờ lâu như vậy, hắn muốn vô thần sức đầu mẹ trắng ném hết toàn bộ chuyện phiền lòng đến cùng một lúc cho y xử lý. Đây là lần đầu tiên mình sử dụng tăng tốc thời gian sự kiện, có hơi kích động thật. Tu thần nhếch miệng cười ha ha, sau đó vươn tay phải ra. Chương 351, dùng thần niệm nhập giới sao? Cũng coi là thuốc bổ đấy. Tu thần vương bàn tay ra, nhảy mắt sử dụng tăng tốc thời gian. Ngay lập tức, thời gian khắp hải đô tử giới đột ngột ngừng lại, sau đó nhanh chóng tăng lên toàn bộ hành động của sinh linh trong tử giới đều tăng tốc lần này không phải là tăng tốc độ tu luyện nữa mà là toàn bộ thời gian của tử giới chuyện mà mỗi sinh linh làm hay sự trưởng thành của hoa cỏ cây cối đều tăng nhanh người tử giới hoàn toàn không cảm nhận được sự thay đổi của thời gian trôi bởi vì chuyện mà bọn họ làm mỗi giây mỗi phút đều y như cũ chỉ là thanh tiến độ tăng nhanh hơn thôi sở nguyệt bắt đầu điên cuồng tàn sát cường giả yêu tộc của hải đô tử giới cũng liên hợp lại đối đầu với cô bé sau đó cường giả nhân loại cũng hết cách chỉ có thể hợp tác với yêu tộc sở nguyệt đã hoàn toàn hắc hóa không phân chủng tộc trong ý thức của cô bé chỉ muốn hủy diệt hải đô tử giới đến cùng biến nơi đây thành luyện ngục sát khí vô biên tràn ngập toàn bộ phạm vi tử giới trăm họ lầm than những nơi sở nguyệt đi qua đều hóa thành cảnh chết chóc sát khí của sở nguyệt càng ngày càng nặng cường giả hải đô tử giới cũng không chống đỡ được sự tiến công của cô bé. Thế là họ lập tức báo lên gia tộc hải đô. Vô số hóa thân đỉnh cấp tầng chính hạ xuống tử giới, mà lúc này sở nguyệt đã đến tình trạng không khống chế được. Cô bé hoàn toàn mất đi lý trí, thứ còn lại chỉ là sứ mạnh vô biên của oán linh, còn một tất đất, một con kiến nạn cũng phải hủy diệt cho bằng hết. Tu thần vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn một loạt sự việc xảy ra linh hồn ác oán đã được khôi phục lại hoàn toàn xâm chiếm linh hồn sở nguyệt bây giờ cô bé không còn là sở nguyệt nữa mà chính là một ma nữ mang đến sự hủy diệt cho chư thiên vạn giới hóa thân cường giả của gia tộc hải đô đang tiến hành vây quét sở nguyệt một trận đại chiến có một không hai đang được tiến hành điên cuồng tử giới bắt đầu không ngừng sụp đổ mà sở nguyệt vẫn chưa rơi vào thế yếu độ khuếch trương của cô bé còn cao hơn so với dự đoán của tu thần vốn cho rằng con bé không thể đối phó với sự vây quét của mấy tên hải đô tử giới, hiện tại dường như ngay cả hóa thân cường giả của gia tộc hải đô cũng không bắt được nó. Linh hồn ác oán mới này thực sự quá mạnh. Sau này muốn kéo trở về chỉ có nước hủy đi hoàn toàn mới xong. Tu thần cao mày thì thào nói. Muốn để sở nguyệt khôi phục thần trí và biến thành một người bình thường. Chỉ dựa vào việc tách linh hồn ác oán ra thì không có tác dụng, bởi vì ngay từ đầu linh hồn của cô bé đã bị linh hồn ác quán ăn mòn rồi. Tu thần quả thực có thể tách linh hồn ác quán ra khiến nó biến mất trước, nhưng linh hồn của sở nguyệt không còn đơn thuần nữa, nó đã bị lây nhiễm, hai linh hồn bị dày xéo thành một thể, có tách ra thế nào cuối cùng vẫn phát triển theo chiều hướng xấu. Giống như đổ mực vào chậu nước trong vậy, tu thần có thể tách mực ra khỏi nước, nhìn chỗ nước kia đã trông trở lại rồi, nhưng thực ra bên trong vẫn tồn tại vô số chất mực li ti, nhìn không thấy và cũng không rửa sạch được đồ vật đã nhiễm bẩn thì mãi mãi vẫn bẩn cho nên nếu tu thần muốn kéo sở nguyệt về thì nhất định phải đập đi xây lại hoàn toàn hủy diệt linh hồn ban đầu của cô bé sau đó mới tiến hành tái tạo trận chiến đấu vẫn đang tiếp diễn sát khí khắp tử giới quá nồng nặc đặt đến mức mỗi khi sở nguyệt bị thương nặng cô bé đều có thể hấp thu sát khí và chữa trị cho mình một cách nhanh chóng chuyện ngoài sức tưởng tượng nếu không xuất hiện sức mạnh lớn hơn có thể đàn áp sở nguyệt thì thế giới này coi như sắp xong đời rồi. Mà tu thần vẫn luôn áp chế tu vi của cô bé, nếu không thì chẳng mấy chốc cô bé sẽ đột phá cảnh giới bay thẳng lên nguyên giới. Đến lúc đó vô thần có thể trực tiếp tiêu diệt sở nguyệt. Kế hoạch hiện tại của tu thần chính là muốn xem vô thần còn có thủ đoạn hạ phàm nào không. Lúc này trong điện vô thần, vô thần đang ngồi trên ghế chủ vị, hai bên trái phải y có ba người ngồi, theo thứ tự là thương lan dạ phong bà tử mặt mũi nhăn nheo lưng còng còn có lão thiên thọ cổng mai rùa trên đại điện có một con yêu quái đang quỳ yêu quái này chính là tộc trưởng của gia tộc hải đô hải đô vân long đại nhân hải đô tử giới đã bị sát khí ăn mòn hoàn toàn chúng thuộc hạ không giết chết được linh hồn ác quán kia con bé thông qua sát khí chữa trị liên tục cho bản thân thuộc hạ chỉ có thể phái hóa thân tầng chín xuống dưới nhưng căn bản không bắt được đối phương hải đô vân long trắng bệt mặt nói theo lý mà nói có cường giả đỉnh cấp tầng chín xuống cũng chỉ cần vài phút là có thể trấn áp nhưng sở nguyệt thực sự quá mạnh pháp bảo pháp thuật thần thông gì bọn họ cũng sử dụng hết rồi nhưng không thể đàn áp được hải đô vân long không còn biện pháp nào khác y lại không thể tự mình xuống dưới vì như vậy toàn bộ tử giới sẽ sụp đổ sao linh hồn ác oán lại trưởng thành nhanh như vậy? Đột nhiên xuất hiện mà đã đạt tới tu vi cực hạn của tử giới sao? Thiên thọ lão quy cao mày hỏi. Tin tức quả thực quá mức đột ngột với bọn họ. Chẳng nhẽ tốc độ thời gian ở tử giới đã bị thay đổi. Vô thần hỏi với vẻ mặt không cảm xúc. Y vừa định hiến tế ba thần vương này sau đó phong ấn thương lan tử giới, lại không ngờ xuất hiện vấn đề như vậy, điều này khiến Y không khỏi nghĩ đến tu thần linh hồn ác oán đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên đạt tới trình độ này ngay cả y cũng chưa kịp phản ứng mà toàn bộ hải đô tử giới đã trở thành mảnh đất máu tanh nhất định là có người âm thầm dùng thủ đoạn thời gian không có gì bất thường thuộc hạ cũng không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện hải đô vân long rung giọng đáp lại trong lĩnh vực của tu thần hắn muốn để ai thấy thứ gì thì sẽ thấy thứ đó tăng tốc độ thời gian của tử giới chỉ có mình hắn biết mà thôi những người khác hoàn toàn không cảm nhận được đại nhân vô thần hay chúng ta xử lý chuyện hải đô tử giới trước đi chuyện linh hồn ác oán mà để lâu thì tử giới này sẽ hoàn toàn bị hủy diệt mất phong bà tử khàn khàn lên tiếng vô thần vẫn không để lộ biểu cảm gì im lặng không đáp lời thiên thọ lão quy cất tiếng vân long ngươi sử dụng trú giới linh châu đi lợi dụng sinh linh chi lực để giết chết nó thiên thọ lão quy là yêu quái thậm chí có thể nói là người ủng hộ phía sau gia tộc Hải Đô, mọi người đều là yêu tộc dĩ nhiên sẽ chiếu cố nhau. Hải Đô Vân Long hoảng sợ hỏi, phải sử dụng trú giới Linh Châu thật sao? Vậy sẽ tổn thất lượng sinh linh chi lực thu thập được trong hơn mấy trăm kỷ nguyên đó. Không cần. Vô thần đột nhiên lên tiếng. Thiên thọ lão quy nhìn về phía vô thần, trong đôi mắt tan thương và sâu sắc của lão toát lên vẻ ngạc nhiên. Bản tọa đến xử lý, các ngươi lui ra đi. Vô thần nói xong thì phất tay. những người khác vội đứng dậy, quỳ xuống hành lễ. lời nói của vô thần đại biểu cho quyền uy tuyệt đối. ai cũng không dám dừng lại trong chốc lát, nhau nhau lui ra. sau khi tất cả mọi người rời đi, vô thần xòe bàn tay ra, một hạt châu bảy màu xuất hiện trong lòng bàn tay y, đây chính là trú giới linh châu của hải đô tự giới. y có thể tự nhiên lấy đi trú giới linh châu của bất cứ tự giới nào đương nhiên không thể để người khác trông thấy cảnh này vô thần nhắm mắt lại sau đó một cổ thần niệm phóng ra trực tiếp tiến vào trong hải đô tử giới lúc này ở hải đô tử giới ánh mắt tu thần sáng lên hắn chợt nhếch miệng cười dùng thần niệm bản thể tiến vào tử giới sao cũng coi là thuốc bổ đấy